Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn ấy là lo lắng khi mà cái dàn lạnh của nó bám tuyết có một nửa đấy, hoặc là bám tuyết không đều, thì có nói với tôi là như thế thì có vấn đề gì không? Bởi vì khi làm xong rồi thì thấy nó bám tuyết không đều như thế, nó bám tuyết ít như thế thì thấy lo lắng, không dám giao cho khách. Thì hỏi tôi, thì hôm nay tôi giải thích là cái hiện tượng là nó bám tuyết không đều này, và nó bám tuyết có nửa dàn này, hoặc là không hết dàn. Thì như này, tôi hỏi lại là thế độ âm của dàn lạnh, độ âm của dàn lạnh là bao nhiêu? Thế thì người đó nói rằng là nó âm tới 25 đến 27 độ, tức là kẹp vào đây này, thì nó âm tới 25 tới 27 độ. Đó, vậy thì tốt rồi. Đó, tôi hỏi đầu hút là bao nhiêu? Thì bạn ấy nói là nó sát không. Đấy, đầu hút của lốc là sát không. Vậy thì tôi bảo là vậy thì yên tâm rồi, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Bởi vì khi nó không lạnh, đấy, mà nó bám tuyết nửa dàn hoặc là bám tuyết không đều, thì lúc đó chúng ta mới cần phải xử lý. Chứ còn cái độ âm sâu của nó như thế là đạt lắm rồi. Bởi vì cái vấn đề của tủ lạnh, của làm lạnh là lạnh, mà lạnh đạt rồi thì là tốt rồi. Thế thì hôm nay tôi giải thích là cái hiện tượng tại sao mà nó lại bám tuyết như thế. Thế như này, trong cái khoang lạnh ấy, thì cái dàn lạnh nó thế này. Đó. Thế nếu như mà nó lạnh rất tốt, đó, thì cứ cái chỗ nào lạnh trước nó thì hơi ẩm nó được hút vào đó. À, thì trong cái khuôn đó nó có bằng đó hơi ẩm, nó hút hết vào chỗ đó rồi thì chỗ khác nó không còn nữa. Chúng ta hay nói rằng là hay nghe thế là độ ẩm trong không khí là bao nhiêu phần trăm. Bây giờ như này, đây tôi lấy cái ly nước này, độ ẩm trong không khí chẳng hạn như là khoảng 60-70% chẳng hạn, thì đây này, đấy, nó bám vào đây này, bám vào cái ly nước lạnh. Đó, các bạn thấy này, nó bám vào ly nước lạnh. Các bạn uống bia, uống cà phê đá thì các bạn sẽ thấy được nó bám vào thế, chứ không phải nước ở trong này ngấm ra nhé. Đấy, là do độ ẩm trong không khí nó có, khi trong này lạnh thì nó bám vào đây. Đó, nó tụ lại đây. Thì cái dàn lạnh của chúng ta cũng vậy, nếu như chỗ nào lạnh trước thì nó sẽ hút hơi ẩm vào đó. Thế thì khi cái khoang lạnh hết hơi ẩm rồi thì cái chỗ không, chỗ sau không còn nữa, thì nó không bám tuyết. Bởi vì bám tuyết là do hơi ẩm trong không khí bám vào, nó như thế. Thế nên là chúng ta sẽ yên tâm khi đấy, chúng ta làm cái tủ mà cái độ âm đạt, độ âm dàn lạnh. Tôi hay nói là khi chúng ta sửa tủ, chúng ta kẹp vào dàn lạnh đấy, kiểm tra độ âm của nó. Nếu như từ âm 18 đến 25, 27 độ là độ âm dàn lạnh tốt. Đấy, chúng ta yên tâm về độ lạnh. Đầu hút xuống sâu khoảng trên không một chút là ok. Khi chúng ta thấy, chúng ta chỉ cần kiểm tra cái độ âm dàn lạnh tốt là được. Đó, là phần lạnh ok, rồi chuyển sang cái phần cơ, phần điều chỉnh nhiệt độ, phần lấy lạnh ra khoang lạnh, tất cả các cái về sau nếu như nó kém lạnh. Thế còn nếu như mà nó đã âm tốt rồi thì không cần phải lo về nó nữa. Thứ hai nữa là cái độ âm tốt ấy, nó có cái tác dụng tôi vẫn hay nói là cái độ âm tốt, dàn lạnh tốt ấy, nó sẽ về là mát lốc kịp thời. Đấy, chẳng hạn như một đoạn như này từ dàn lạnh xuống đến lốc, nếu như hơi lạnh ấy, mà nó ở trên này độ âm sâu, nó sẽ về tới lốc. Đó, các bạn để ý, nó về tới lốc sẽ làm mát lốc rất tốt. Thế nhưng độ âm mà không tốt thì nó đi đến nửa đường nó hết lạnh rồi, thế là không về làm mát lốc kịp thời, sẽ gây ra om dây và nhanh chết lốc. Đó, tôi vẫn hay nói với các bạn như thế. Nếu như độ âm tốt, dàn lạnh tốt, dòng thấp thì lốc nóng bao nhiêu không vấn đề gì cả. Thế nên là cái vấn đề là độ âm của dàn lạnh nó quyết định rất nhiều cho cái tuổi thọ của lốc. Thế nên chúng ta
chú ý điều đó. Đấy, hôm nay tôi nói thêm về cái đó thôi, chứ còn chủ yếu là tôi nói về cái tình trạng là một số bạn mới vào nghề thì thấy là nó bám tuyết, không đều này, nó bám tuyết không hết dàn này, thì lo lắng, không dám ra cho khách. Thì hôm nay tôi giải thích như thế. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.